đây là một điều mà cô để ở phần thứ hai, không chỉ là gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt mà cô nghĩ rằng là chúng ta có thể phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Cô mời các bạn viết cho cô hai nhỏ những điều ta có thể thực hiện để phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Hai nhỏ, những điều ta có thể thực hiện để phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Nãy là mình nói về việc gìn giữ rồi, đúng không? Thế thì làm thế nào để mình phát triển và lan tỏa, giống như là cái đoạn mà cô vừa đọc với các bạn, cho các bạn nghe trong sách, đúng không? Cái việc giữ gìn ở đây nó sẽ không chỉ dừng lại là mình bảo vệ, bảo toàn những cái đã có và đang có, mà còn là mình tạo ra những điều mới, mình phát triển hơn, và mình làm cách nào đấy để lan tỏa được cái vẻ đẹp của tiếng Việt đến với bạn bè quốc tế trong những tình huống cụ thể. Thế thì đây cũng sẽ là một phần mà cô nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng. Vậy chúng ta viết vào vở cho cô nào. Hai nhỏ, những điều ta có thể thực hiện để phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Đang không có cái cốc nào nên cô xin lỗi các bạn, cô vừa uống chai. Nay cô hết uống cà phê rồi hả cô? Ồ, hôm nay cô không uống cà phê rồi, có tiến bộ một chút rồi. Đúng rồi, và cô rất là đồng tình với chia sẻ của bạn Khánh Linh ở bên dưới. Hãy là một lớp học văn trong sáng và đáng yêu. Thực sự là như vậy. Và cô mong rằng là bản thân môi trường kết nối và giao tiếp của lớp mình, mình phải là một lớp giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt. Các bạn nhá, mình phải là một lớp giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt. Mình học văn với nhau mà mình lại không giữ được sự trong sáng của tiếng Việt là không được đâu. Các bạn nhá. Những điều ta có thể thực hiện để phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Cô dạy văn em khen sách của cô, hô hô, mặt song song với bầu trời ngay. Cô cảm ơn bạn Bát Trung Hà, bình luận đáng yêu quá. Cảm ơn em. Ok, nào bây giờ chúng ta quay trở lại đây nhá. Những điều ta có thể thực hiện để phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Thứ nhất ý, cô nghĩ rằng là để có thể là giữ gìn, nói riêng và mở rộng hơn là phát triển và lan tỏa được vẻ đẹp của tiếng Việt ấy, thì cô mong rằng là các bạn có thể sẽ chịu khó trau dồi và mở rộng vốn từ của mình hơn bằng một cái cách cụ thể mà cô muốn nói ở cái phần này. Đấy là các bạn hãy thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mà có cái sự đầu tư về vẻ đẹp của ngôn từ tiếng Việt. Bởi vì cô thấy rằng là giống như là ở trong sách cũng có triển khai ấy, đấy là chính những người nghệ sĩ, họ là một trong những nhóm đối tượng mà đã lan tỏa và phát triển được vẻ đẹp của tiếng Việt. Bởi vì trong cái quá trình mà người nghệ sĩ sáng tác ở đây có thể là gì? Có thể là viết các tác phẩm văn học, có thể là viết các bài hát, có thể là viết nên những cái bộ phim và có các cái lời thoại chẳng hạn như vậy. Thì họ đều sẽ là những người mà họ sẽ góp phần rất là tốt vào cái việc phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Vậy thì trong trường hợp mà chúng ta không phải là những người sáng tác thì chúng ta có thể trở thành những độc giả, những khán giả tìm hiểu về những cái tác phẩm đấy và lan tỏa về những cái vẻ đẹp của các tác phẩm đấy. Bởi vì các tác phẩm đấy đều phần nào đấy thể hiện được cái vẻ đẹp của ngôn từ tiếng Việt. Và đặc biệt là nếu như những tác phẩm đó mà được lan tỏa đến với bạn bè quốc tế thì càng tuyệt vời hơn nữa, đúng không? Những điều ta có thể thực hiện để phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Cái điều đầu tiên ấy, các bạn có thể ghi lại vào vở cho cô nhá. Đó chính là những người nghệ sĩ nói chung và các nhà văn, nhà thơ nói riêng đã và đang đóng góp rất nhiều, hoặc là đã và đang đóng góp trên chặng đường phát triển, lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Cái này cũng là cái mà chúng ta từng nói với nhau ấy. Đấy là khi mà mình đọc được một cái câu văn hay, mình đọc được một cái trang sách hay tiếng Việt nhá, thì mình cảm giác là mình yêu tiếng Việt hơn bao giờ hết ấy. Thực sự ấy, có những lúc mà cô rất là xúc động ấy các bạn ạ. Có những lúc mà cô rất là xúc động khi mà cô đọc được một cái trang sách hay. Lúc đấy cô có một cái cảm giác là ui, tại sao tiếng Việt lại có thể đẹp đến như vậy nhỉ? Tại sao cùng là một cái sự vật đấy thôi mà lại có muôn vàn những cái cách biểu đạt như thế? Tại sao người ta lại có thể dùng từ hay như thế nhỉ? Thực sự là khi mà mình
mình đọc được những cái đấy ấy, mình có cảm giác là mình yêu tiếng Việt vô cùng luôn ấy các bạn ạ. Vì thế nên ấy, cô nghĩ rằng là nếu như chúng ta không phải là những người sáng tạo thì chúng ta có thể là người xúc động trước cái vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt đấy và tìm cách để nâng niu và lan tỏa những cái tác phẩm đó. Thực sự có nhiều bài hát, có nhiều câu chuyện, có nhiều bài thơ mà mình đọc xong, mình nghe xong mình thấy yêu tiếng Việt vô cùng luôn ấy. Thực sự là như vậy. Và kể cả là đối với các bạn trẻ bây giờ, có những bạn nghệ sĩ rất là trẻ, kể cả là trong âm nhạc hay là trong văn học, có những bạn cực kỳ trẻ nhưng mà cái cách diễn đạt, cách dùng từ của các bạn ấy ấy, thì thực sự ấy, là nó rất là đẹp, rất là đẹp luôn ấy. Và cô thấy rằng là những bạn ấy siêu giỏi, để từ đấy chúng ta có một cái cảm giác đó là ôi thực sự là tiếng Việt đẹp quá, tiếng Việt diệu kỳ quá, thực sự là như thế ý các bạn ạ. Thế nên là các bạn hãy đọc, các bạn hãy đọc các bạn nhé. Đây cô đang lấy một cái quyển sách gần cô nhé, cô lấy một cái quyển sách gần cô nhé để gọi là mình thử ví dụ luôn cho cái phần này các bạn nhé. Cô mở một cái trang, đây là quyển Không bao giờ là cuối, đây là Tuyển thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đây thực sự là cô đang mở ngẫu nhiên, chúng ta thử nghe ngẫu nhiên nhé, ngẫu nhiên nghe một bài. Bởi vì thực ra nhà thơ Xuân Quỳnh rất là gọi là quen thuộc với chúng ta đúng không? Nhưng cô nghĩ rằng là có nhiều bài thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh có thể là các bạn chưa bao giờ đọc đâu. Chúng ta thử đọc nhá. Chúng ta thử đọc nhá. Một bài bất kỳ này. Bài thơ này có tên là Khát vọng. Nhà thơ Xuân Quỳnh viết vào năm 1962. Ngày còn bé, ta mơ trăng tháng 8. Giữa đêm rằm bày cỗ vui chơi. Cùng bạn nhỏ rước đèn búa hát. Trống ếch lùng tùng, náo nức trăng vui. Khi lớn khôn ước mơ càng cháy bỏng, vai kề vai nghe rộn tiếng tim yêu, trải tâm tư dưới trời trăng sáng. Cuộc đời ơi đẹp biết bao nhiêu, chỉ thế thôi ư, ta còn mơ ước thành nhà thơ ca ngợi cuộc đời, những vần thơ cùng du hành vũ trụ, sưởi ấm vừng trăng lạnh niềm vui. Đâu chỉ lên trăng, thơ ta còn bay khắp, theo những con tàu cập bến các vì sao, như lòng ta chẳng bao giờ nguôi khát vọng, biết bay rồi ta lại muốn bay cao. Ôi các bạn ơi, cảm giác như là thông điệp vũ trụ ý các bạn ơi, đúng không? Mở ngẫu nhiên thôi mà đến được một bài thơ mà rất là nhiều bạn cũng đang bình luận là hôm qua vừa trung thu xong. Thế nên là cái khổ thơ đầu tiên khi mà nói về ta mơ trăng tháng 8, tự dưng mình có một cái cảm giác là nó rất là trùng hợp ở cái thời điểm này. Thế rồi các bạn thấy này, bài thơ này là một bài thơ theo thể thơ tự do, đúng không? Và cá nhân cô thấy rằng là bài này nhà thơ Xuân Quỳnh sử dụng từ ngữ rất là mộc mạc và bình dị. Thực ra là đa phần là thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh rất dễ hiểu. Bà sử dụng những từ ngữ rất là bình dị, gần gũi, không có cao siêu, hàn lâm quá đâu. Vì thế nên là thơ của Xuân Quỳnh rất dễ đọc, dễ thấm thía và dễ hiểu. Vậy thì ở đây nhá, ví dụ như các bạn nghe đọc một cái bài thơ ngắn như thế này, chỉ có 4 khổ thôi. Mỗi khổ 4 câu, nhân ra là thực ra bản chất chỉ có 4 x 4 là 16 câu thơ, đúng không? Ở đây các bạn thấy này, cũng rất là phù hợp, mặc dù là chọn ngẫu nhiên với cái buổi ngày hôm nay của chúng ta, bởi vì ở khổ thơ thứ ba thì nhà thơ Xuân Quỳnh viết: chỉ thế thôi ư, ta còn mơ ước thành nhà thơ ca ngợi cuộc đời, những vần thơ cùng du hành vũ trụ. Tức là cái khao khát của nhà thơ Xuân Quỳnh ở bài thơ này, của nhân vật trữ tình trong bài thơ này, đấy là gì vậy? Đấy là được trở thành nhà thơ. Và nếu trở thành nhà thơ thì sẽ gì? Sẽ ca ngợi cuộc đời, để những cái vần thơ của mình sẽ đi đến khắp nơi, để những vần thơ của mình sẽ cập bến của những vì sao, để những vần thơ của mình sẽ chuyên chở những khát vọng, để những vần thơ của mình sẽ mang những cái nỗi niềm trong trái tim mình chạm đến nơi bầu trời rộng lớn. Cô nghĩ rằng là tiếng Việt đẹp đến như thế đấy các bạn ạ. Ví dụ như các bạn thấy này, đâu chỉ lên trăng, thơ ta còn bay khắp, theo những con tàu cập bến các vì sao. Bản chất đấy là gì đây? Là đây không phải là hiểu theo nghĩa đen, không phải là nhà thơ Xuân Quỳnh cầm cái quyển thơ lên ông trăng, lên vì sao, đi lên những con tàu. Mà ta sẽ hiểu là gì? Ta sẽ hiểu là những vần thơ sẽ khiến cho con người bay cao những khát vọng. Và cô cũng rất là thích cái câu thơ cuối. Cô chết rồi đâu rồi? Cái câu thơ cuối của bài thơ này rất dễ hiểu, nhưng mà đem đến một cái thông điệp cực kỳ ý nghĩa: biết bay rồi ta lại muốn bay cao. Biết bay rồi ta lại muốn bay cao có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là biết bay ở đây ta có thể hiểu rằng là ta có những kỹ năng, ta có những cái khả năng để có thể bước vào cuộc đời rộng lớn này,
Nhưng cái khát vọng ấy sẽ làm cho chúng ta bay cao. Ta còn muốn bay cao hơn nữa, ta còn muốn đi xa hơn nữa, ta còn muốn hoàn thiện hơn nữa, ta còn muốn nỗ lực nhiều hơn nữa cơ. Đấy cũng là một điều mà cô rất là hay chia sẻ với các bạn. Đó là khát vọng sẽ đưa các bạn trở thành một cái phiên bản hoàn thiện hơn của mình. Bởi vì chúng ta luôn luôn giỏi hơn những gì chúng ta nghĩ. Chúng ta luôn luôn có thể đi được xa hơn những gì mà chúng ta vẫn đang hoài nghi. Nhiều khi cái giới hạn của các bạn nằm trong tâm trí của các bạn. Nếu như các bạn nghĩ mình không thể bay cao thì thậm chí không bao giờ các bạn chịu cất cánh. Còn nếu như các bạn đặt niềm tin thì chắc chắn là các bạn có thể chạm được tới bầu trời cao. Các bạn có thể cập bến những vì sao. Và các bạn có thể là sẽ giỏi hơn rất nhiều. Các bạn có thể sẽ trưởng thành hơn và hoàn thiện hơn rất nhiều. Thế nên nếu như lúc này mình đang có những nỗi sợ thì giống như cô vẫn hay nói, cứ vừa sợ vừa làm, dần dần nỗi sợ sẽ ở lại đằng sau và các bạn sẽ băng mình về phía trước. Đừng để những cái lời nói của người khác hay là để cái sự hoài nghi của chính bản thân mình cản trở mình cố gắng, cản trở mình trở thành một phiên bản tốt hơn nhá. Biết bay rồi, hãy bay cao. Và nếu chưa biết bay thì ta cùng nhau tập bay các bạn nhá. Rồi, đấy, một cái ví dụ rất là ngẫu nhiên thôi, là chúng ta đọc thử một đoạn thơ bất kỳ. Thế mà chúng ta đã thấy gì đây? Chúng ta đã thấy rằng là ngôn ngữ tiếng Việt thật đẹp. Khi mà các bạn đọc một tác phẩm ấy, các bạn sẽ có một cái cảm giác như thế này. Cái này nó sẽ là cái mà kể cả là sau này khi mà các bạn tự đọc các tác phẩm để thưởng thức văn học, hoặc là các bạn đối diện với những đề thi, đề luyện lạ, thì các bạn thấy là khi mà chúng ta đọc một tác phẩm ấy, ta có một cái cảm giác là mình đang được đối thoại với nhân vật trữ tình, với nhân vật hoặc là với tác giả của cái tác phẩm đấy. Bởi vì sao đây? Bởi vì chính cái từ ngữ ấy, tiếng Việt ấy đã kết nối các tâm hồn với nhau. Nhà thơ Xuân Quỳnh không còn ở lại với nhân gian, nhưng qua tiếng Việt, qua ngôn ngữ thơ mà bà để lại cho cuộc đời, chúng ta vẫn được gặp gỡ Xuân Quỳnh, chúng ta vẫn được đối diện và đối thoại với Xuân Quỳnh, chúng ta vẫn được chạm vào những thông điệp đầy ý nghĩa mà nhà thơ Xuân Quỳnh đã để lại cho cuộc đời. Chúng ta vẫn được chữa lành đôi đó những vết thương ở trong tâm hồn của mình khi thả hồn mình trong những vần thơ. Vậy thì cái sức mạnh của tiếng Việt ý các bạn ạ, nó là như vậy đấy các bạn. Thế nên là quay trở lại ở đây, những điều ta có thể thực hiện để phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt, những người nghệ sĩ nói chung và các nhà văn nhà thơ nói riêng đã và đang đóng góp trên chặng đường phát triển lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Và cái điều thứ hai ý, thì cô mong rằng là nếu như chúng ta ở cương vị của người tiếp nhận, ở cương vị của người tiếp nhận. Tiếp nhận ở đây là gì? Là tiếp nhận một tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ các bạn đọc truyện, các bạn đọc thơ là các bạn đang ở vị thế tiếp nhận. Các bạn xem phim là các bạn đang ở vị thế tiếp nhận. Các bạn xem tranh là các bạn đang ở vị thế tiếp nhận đấy các bạn ạ. Ở cương vị của người tiếp nhận, chúng ta cũng có cái sứ mệnh và trách nhiệm của mình chứ, để phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt đấy. Ở cương vị của người tiếp nhận, hãy nâng niu vẻ đẹp trong ngôn từ của các tác phẩm nghệ thuật và tìm cách để lan tỏa vẻ đẹp ấy. Các bạn viết vào vở cho cô nhé. Ở cương vị của người tiếp nhận, hãy nâng niu vẻ đẹp trong ngôn từ của các tác phẩm nghệ thuật và tìm cách để lan tỏa vẻ đẹp ấy. Bây giờ nhá, cô thấy rằng là mạng xã hội rất là phát triển. Đấy là một cái tín hiệu tích cực ở khía cạnh đấy là các bạn là những người trẻ, các bạn là những người mà sử dụng mạng xã hội rất là nhiều đúng không? Các bạn hoàn toàn là có thể sử dụng công cụ mạng xã hội để lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt ở đây không chỉ là lan tỏa vẻ đẹp tiếng Việt đối với người nước ngoài đâu, mà cô nghĩ rằng là chúng ta xác định một cái vòng tròn nhỏ hơn đã, là mình lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt với những người xung quanh mình, với những người Việt Nam đã. Bởi vì còn rất nhiều người Việt Nam có thể chưa ý thức được vẻ đẹp đấy của tiếng Việt. Hoặc là ví dụ như chúng ta muốn mở rộng vốn từ thì chúng ta cũng cần đến những cái nơi, những cái kênh để mà gì đây, để mà chúng ta được cảm nhận và được đắm chìm trong cái vẻ đẹp đấy, đúng không? Thế thì các bạn có thể là người lan tỏa. Các bạn đọc được một bài thơ hay, hãy chia sẻ bài thơ ấy. Các bạn nghe được một cái podcast hay tiếng Việt nhá, hãy chia sẻ podcast đây. Đừng tiếc cái việc mình chia sẻ những điều tích cực các bạn ạ. Bởi vì đôi khi một cái nút chia sẻ của các bạn về một cái giá trị tích cực, về một cái vẻ đẹp của tiếng Việt, có thể sẽ chạm tới một người nào đấy đang cần. Và ở thời khắc đấy, một cách rất vô tình và âm thầm thôi, chúng ta đã làm được một việc tốt cho cuộc đời này. Cô nghĩ là như vậy. Thế nên là hãy lan tỏa cái vẻ đẹp đấy.
từ những cái hành động nó rất là bình dị thôi và rất là ai cũng trong cũng thể làm được. Mình chia sẻ nhiều khi mình chỉ tổng hợp những câu thơ hay cũng là một cách để mình lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Ví dụ như mình chia sẻ một cái bài hát mà có lời rất hay cũng là mình đang lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Hay là mình chia sẻ một cái quyển quyển sách, mình review một cái quyển sách hay lắm cũng là mình đang lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt. Vậy thì hãy chia sẻ cái điều đó các bạn nhá, hãy chia sẻ cái điều đó đến với những người ở xung quanh mình nha. Cô thấy có bạn Bác Trùng Hà cũng có bình luận nhờ mọi người là gợi ý cho em một vài tác phẩm văn học ở Việt Nam, và ở bên dưới thì cũng có rất là nhiều những bình luận mà đang gợi ý với bạn Bác Trùng Hà, thì các bạn cũng có thể là cáp lại những cái bình luận gợi ý này để chúng mình cũng tìm đọc những cái tác phẩm mà mình cảm thấy là phù hợp với mình nhá. Nhưng có một cái mà cô cũng phải nhấn mạnh với các bạn ấy, đấy là cái việc mà tiếp nhận văn học nói riêng và tiếp nhận các tác phẩm nghệ thuật nói chung nó là một câu chuyện rất cá nhân. Cá nhân nghĩa là gì? Cô xin phép các bạn là cô nói nốt cái phần này xong rồi hôm nay chúng ta có thể nghỉ sớm nhé. Thường những cái buổi tiếng Việt thì chúng ta sẽ được nghỉ sớm hơn. Cô quên mất là cô không cho các bạn nghỉ giải lao, thành ra là cho cô nói nốt cái này xong các bạn sẽ nghỉ sớm một chút ngày hôm nay. Đấy là gì nhỉ? Cái việc mà tiếp nhận các tác phẩm nghệ thuật nó là một cái câu chuyện rất cá nhân. Bởi vì có thể, ví dụ nhé, vừa rồi cô đọc thơ Xuân Quỳnh, có bạn thấy hay, có bạn thấy không hiểu. Nhưng cái điều này không sao nhá, có bạn thấy là cũng không hay lắm, không sao nhá. Tại sao lại vậy? Tại vì đấy là một cái tiếp nhận nó rất là chủ quan. Mình có thể thích, mình có thể không, không sao, và cô không ép các bạn là phải thích những cái gì mà cô thích. Đấy là một cái điều rất là bình thường thôi. Thế nên là khi mà các bạn nghe các anh chị hay là các bạn khác hay là cô gợi ý một cái tác phẩm nào đấy, một quyển sách nào đấy hay một bộ phim nào đấy, thì các bạn cân nhắc xem. Ví dụ như mình tìm hiểu thêm về cái quyển sách đấy, xem là cái năng lượng của cái quyển sách đấy có phù hợp với mình hay không, cái văn phong tác giả viết có phù hợp với mình hay không, hay là cái nội dung đề tài mà quyển sách ấy, bộ phim ấy khai thác có phù hợp với mình hay không. Thì mình gì đây, mình từ đấy mình sẽ chủ động để mình chọn xem là mình sẽ thưởng thức cái tác phẩm đấy hoặc là không. Và sau khi mà mình gọi là mình nghe một cái lời khuyên của ai đấy nhưng mình cảm thấy là cái tác phẩm này không phù hợp với mình, thì cũng đừng trách người mà đã gợi ý cho mình các bạn nhá. Bởi vì đấy là một câu chuyện cá nhân mà. Vì thế nên khi mà cô chia sẻ với các bạn cái link phim và sách từ cô và các anh chị trong team Học Văn Cô Sương Mai, thì cô cũng phải nhấn mạnh với các bạn là các bạn phải cân nhắc. Bởi vì có thể là có những bộ phim hay có những quyển sách mà cô và các anh chị thích thì các bạn lại không hợp, thì các bạn phải 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 xem là mình thấy là cái gì nó hợp với mình các bạn nhớ đó. Thì cô nghĩ rằng là quay trở lại ở đây, những điều ta có thể thực hiện để phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt, thì thứ nhất đấy là nếu như chúng ta có thể thì hãy sáng tạo với vẻ đẹp của tiếng Việt, và thứ hai đấy là ở cương vị của người tiếp nhận thì hãy lan tỏa vẻ đẹp đấy, đôi khi chỉ bằng cách là chia sẻ những cái điều đẹp đấy đến với mọi người. Và cái tiếp theo ấy, cái này thì các bạn không cần phải ghi nhưng mà cô cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là sau này các bạn có thể sẽ có những cái cơ hội để đứng ở những nơi mà các bạn được sử dụng tiếng Việt để nói về một điều gì đấy, thì các bạn hãy phát huy cái vẻ đẹp đó khi mà các bạn có cơ hội đấy. Ở lúc nãy thì cô thấy có một bạn có bình luận một cái câu chuyện mà nó cũng rất là gần đây và cũng rất là đáng yêu về vẻ đẹp của tiếng Việt. Đấy là cách mà nữ nghệ sĩ Chipu, đúng không, đã rất là ghi điểm với cả khán giả Việt Nam. Bản thân thì cô thấy rằng là nữ nghệ sĩ Chipu cũng là một nghệ sĩ mà có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà gần đây ấy, thì khi mà hát ca khúc ở trên chuyến bay, ca khúc Xin Chào Việt Nam, đúng không, thì thay vì hát theo phiên âm, nếu mà hát theo phiên âm thì sẽ là trong tiếng Trung sẽ là Duyên Nán đấy, nếu mà cô đọc đúng, thì Chipu thay vì hát là Duyên Nán bởi vì đang hát tiếng Trung mà, thì đã chuyển là hát là xin Hello Việt Nam, Ni Hao Việt Nam, nếu như mà cô không nhầm. Thì cái việc mà phát âm rất tròn vành rõ chữ Việt Nam trong một ca khúc tiếng Trung nó cũng phần nào đấy thể hiện cái sự lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt, thể hiện cái sự giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong một cái tình huống cụ thể. Cô nghĩ rằng là đấy chỉ là một cái câu chuyện rất là nhỏ thôi, nhưng các bạn thấy cái mức độ phản ứng tích cực về cái chi tiết đấy trong bài hát của Chipu ấy cho thấy rất là rõ là gì đây? Cho thấy rất là rõ rằng là đôi khi cái tình yêu đất nước và sự nỗ lực để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ấy, nó thể hiện trong những cái rất nhỏ,
Và cái sự tinh tế trong những cái nhỏ đấy thì rất được mọi người công nhận và chào đón, rất được mọi người nâng niu và trân quý. Thế nên chỉ một cái chi tiết nhỏ đấy thôi, nhưng mà cộng đồng mạng dần dần và thể hiện rất là nhiều những cái thái độ tích cực. Để thấy là gì đây? Để thấy rằng là đó, chúng ta đâu cần phải nghĩ tới những cái điều mà lớn lao, vĩ mô, xa vời trong cái việc là gìn giữ, phát triển và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt đâu. Chúng ta cũng có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện nhỏ của mình. Và sau này nếu như những câu chuyện của chúng ta lớn hơn thì hãy tận dụng cái cơ hội đấy để tiếp tục làm cho tiếng Việt ngày càng trong sáng và ngày càng đẹp hơn nữa nhá. Đấy thì cô chỉ có hai cái cách đầu dòng mà muốn các bạn ghi ở đây thôi. Tuy nhiên là các bạn nhớ cho cô, đấy là trong sách thì các bạn cố gắng là đọc đầy đủ nhá. Trong sách sẽ có cả những cái ví dụ. Ví dụ như là ở trong sách ở phần này thì cô và đội ngũ biên soạn có lấy ví dụ về nhà văn Nguyễn Tuân. Nhà văn Nguyễn Tuân được xem là bậc thầy trong việc sử dụng và sáng tạo ngôn ngữ tiếng Việt. Và thực sự là nhà văn Nguyễn Tuân cùng rất nhiều người nghệ sĩ khác là một trong những nhân vật đã giúp cho chúng ta càng ngày càng yêu tiếng Việt hơn các bạn ạ. Và cuối cùng, đấy là ở phần 3 nhỏ này thì cô có lưu lại